Chào các bác, hôm nay là ngày 15 tháng 3 dương lịch và những chú đà điểu này sẽ lên đường đi các tỉnh mọi miền Tổ quốc. Các bạn có nhu cầu mua con giống đà điểu thể liên hệ là 033 5305 982 gặp đồng chí Thao Chim Cú Gáy. Đó, đây là những chú đà điểu được vận chuyển với cái các bạn thân mến, đây là con giống đà điểu sẽ chuẩn bị được chuyển đi Lai Châu cho các bạn nhé. Đấy, và đây là mỗi một thùng này mình đóng 5 con và loại này đã là cứng cứng cáp cáp to to rồi và có mã số, có tiêm chủng, có gửi kèm theo thuốc uống và kiểm sốt rất là thoải mái rộng rãi. Cái nào quay rồi thì đóng thùng luôn, gửi cho xe, sắp đến giờ xe chạy rồi. Bạn đặt con giống đà điểu vào kênh Chim Cú Gáy hay của đồng chí Thao, số điện thoại là 033 5305 982. Bạn thấy ở đây là thông tin mà được gửi đi để do khách hàng chuyển khoản trước rồi thì phát sinh thêm tiền cước 2 triệu, đây là 4 thùng. Và các bạn thấy là ok, đóng nắp vào đi. Xong cho lên xe lô điện cho lên Hải Châu. Đây thuốc đây, lấy cái túi bóng dán thuốc gửi cho chị. Thuốc này là mình, đây là cái thuốc này là gọi là thuốc để chống stress nhá, đi di chuyển động vật này. Đấy, cái thuốc này là các bạn gọi là thuốc uống này, các bạn về pha một uống trong vòng 5 ngày 1 gram cho 5 kg trọng thể này. Đây là 5 ngày. Loại hai cái này là tất chỗ không, này không, à? không phải tất đây. Em chuyển ba cái này thôi. Cái này thì mình chắc xong. Đây là các bạn có thể mua những cái thuốc như thế này để tôi cứ dùng cả bịch cả hộp để tôi phục vụ cho các bạn đang mua con giống đà điểu. Các bạn nhé, tôi dùng cả hộp luôn. Đó. Các bạn nên nhớ là những cái này là rất là ok, các bạn mua nhiều thì nó sẽ rẻ. Ông có cần phỏng vấn không? Ông chỉ một cái dùng cho tất đây mà. Gửi xe loan, trả tiền cho xe ôm cho ông luôn đi. Là cho loan luôn. Để khách. Đây là thông tin được niêm yết, niêm phong và được chuyển đi cho các bạn nha. Đó. Tất cả các bạn nhận đà điểu đều có những cái phiếu như này. Bên mặt dưới là nó có cái phần hướng dẫn để nuôi, một số lưu ý thì đồng chí Thao sẽ chịu trách nhiệm về quy trình và sẽ cùng đồng hành với các bạn trong quá trình chăn nuôi con giống đà điểu. Đó. Chẳng buồn ngon không ạ? Là đầu ngõ mà. Đi. Ai bảo không đi theo đâu? Em vội à? Tiền cho ông chưa? Trả cho ông đi, lấy nhiều rồi. Giả cho ông đầy đủ, ông lao động phải giả cho ông. Đúng rồi, làm nó đảm bảo không ạ? Đây là những cái thùng xốp mà ở trong kho là xếp mấy chục cái luôn. Các bạn yên tâm là kênh Chim Cú Gáy sẽ đồng hành cùng các bạn với con giống đà điểu trong suốt những năm tới. Và đây là một cái đơn vị cung cấp con giống rất là uy tín. Các bạn yên tâm. Đây là logo về Chim Cú Gáy. Và đây là 20 con đà điểu
sẽ được bán đi nên Lai Châu, mọi miền Tổ quốc. Từ từ ông, từ từ thôi, để nhích cái xe này ra này cháu. Hả? Không, để cháu còn ấy chứ, cháu còn quay luôn trên ấy. Ra kia xong rồi đợi cháu một tí nhá, đừng đi xa quá. Đấy. Cẩn thận vướng cái xe kia. Nó không, cũng đi đi. Nhanh lên, 2 giờ xe nó chạy rồi, gửi xuống Hà Nội. Em dắt cái xe đấy ra đây, ra ngoài cho anh. Đấy, các bạn thấy không? Mang xe lôi, chuyển 4 cái thùng xốp, mỗi cái thùng. Đấy, có đợi cháu tí nhá. Hay là người ngồi luôn vào đấy nhỉ? Hả? Ngồi thế này thì còn ấy. Từ, ok. Từ từ đã nhá, ok. Ông đi chậm thôi nhá. Nghe nặng lừ lắm, chậm thôi, cực chậm rồi, nghe chưa bao giờ mình đi giật lùi như này. Nhưng mà nó cứ trông nó cứ, ông cứ đừng đánh võng. Từ nhà thao chính cô gái ra đến đường trục chính để gửi xuống văn phòng tại bến xe Mỹ Đình là mất hơn 100m các bạn ạ. Và cái xe này thì chạy đúng lúc tầm khoảng 2 giờ đến 2 giờ 15. Mình phải ra trước tầm lúc 2 giờ. Và các bạn yên tâm là bên mình sẽ trước khi đi cho con giống ăn uống rất là khỏe mạnh. Và cái xe bà chị thì lại đi từ nhà mình xuống văn phòng là xe bà chị mình, xe người nhà. Nên ra là sẽ ưu tiên để rất là thoáng, rất là sạch. Đấy. Và đặc biệt nữa là xuống bộ phận văn phòng họ cũng sẽ là làm việc cho mình. Họ rất là có trách nhiệm. Đấy, con giống khi mà chuyển mình chuyển xa nhất là mình chuyển vào khu vực miền Tây. Đấy, tại vì là khi đi một cái khoảng thời gian như thế nào đấy, có những con người đồng hành cùng cái ekip để chuyển con giống đi thì nó là cái điều rất tốt để cho con cho chúng ta tạo được những chú đà điểu con giống được luân chuyển từ cái vùng ngoài Bắc, ngoài bao vì này đi vào tận các khu vực miền Tây, miền Nam, rồi các khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ. Tất cả các bạn yên tâm là cái kênh đà điểu con giống này sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt những năm tới, đặc biệt là các bác và bà con nông dân. Cái số điện thoại để các bạn lên gọi điện trực tiếp là 033 5305982. Đấy, các bạn yên tâm là như vậy và các bạn sẽ có được những chú đà điểu con giống. Rồi, chậm đồng ngon để cháu xuống trước đã. Đấy. Bây giờ là như này. Rồi, đi ra cái đường cái quán bên kia. Đây, đây cái khoảng trắng đấy, cạnh cái thùng xốp đấy. Ông đi đi, cháu hỗ trợ cho. Để xe cổ nó đi xong đã, cháu đẩy đỡ cho. Đi lên đi, ông đi lên đi. Ông cứ lên đi. Đấy, tắc nghẽn giao thông. Đi dọc luôn, đi dọc để chỗ bê tông trên. Dọc luôn để cổng trên. Lưa, trên, dọc phẳng hơn. Rồi. Ok. Bình tĩnh. Đến mấy giờ rồi? Không.
năm nay mùa đà điểu năm nay ông yên tâm là nếu mà cứ cái đà này là sẽ phục vụ là ông liên tục lôi ông tổng số tự nhiên. Đấy. Rồi ông cứ để chân để luôn chân đây. Yên tâm. Ngon rồi, ok cảm ơn ông. Ông quấn gọn giấy cò ông hết nhiệm vụ. Nào. Con giống vào đây là để cho lót cái thảm này là nó sẽ không bị ẩm ướt mà nó sẽ rất là đảm bảo ấm áp. Đó, ok ông về đi. Và đây là cái phiếu con giống đà điểu để gửi đi. Khách hàng nhận là 0975333031. Đây là mình gửi thêm kèm theo cả thuốc. Khi vận chuyển đi xa thì chúng tôi sẽ có những cái thuốc chống mệt mỏi, chống stress, và trong vòng một tuần đầu tiên là các bạn pha theo cái thuốc của chúng tôi gửi, còn đầu sẽ rất đảm bảo. Báo cáo các bạn là như vậy. Thò đầu ra. Để miệng càng rộng thì nó càng thoáng. Mỗi thùng 5 con là rất đảm bảo. Mình chuyển từ bây giờ lên đến nay châu thì tầm 7 giờ sáng mai là họ nhận được. Loài này nó có thể nhìn rất là ăn uống rất là tốt. Nữa xin nhắc lại trên cái phiếu này các bạn có thể tìm hiểu thông tin những cái phiếu này. Trung tâm nghiên cứu giao con giống này. Đấy, đại diện là đồng chí Thao 0335305982. Đây là con dấu của bên mình. Và số ghế là 0146062574. Và địa chỉ của cổng trại đà điểu xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, có cái tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp, tài khoản ngân hàng IDB. Và đây là khách hàng chuyển về Lai Châu các bạn nhé. Đó, khách hàng với cái số đa điểm này khách hàng đã chuyển khoản hết rồi, chỉ còn lại 2 triệu tiền còn lại, nên là sẽ
100 cái thùng xốp như này để mình chuyên chuyển con giống đà điểu cho các bạn. Khi mà nhận con giống đà điểu thì các bạn lên sưởi ấm luôn cho nó và các bạn cho nó uống gluco B complex để nó phục hồi năng lượng, bởi vì có thể là nó nhịn khoảng 10 tiếng, hơn 10 tiếng hoặc là 20 tiếng. Thì cái điều đó là lên các bạn hình dung là như kiểu uống gà. Còn những cái thuốc mà tôi gửi kèm cho các bác thì các bác cố gắng là phải dùng luôn, mà bắt buộc chỉ dùng duy nhất loại thuốc đó, không lên dùng thuốc khác. Bởi vì thứ nhất là những cái thuốc này là chúng tôi đang nghiên cứu và đã sử dụng lâu rồi, đã có những cái đúc rút và đã có những hiệu quả nhất định. Thì về cơ bản thì giới thiệu với các bác là trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay của đồng chí Thao tại Ba Vì Hà Nội thì có đăng tải về bán con giống đà điểu. Cũng đây là cũng là một cái lợi thế tại địa phận quê hương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì quý vị các bạn yên tâm là quý vị các bạn sẽ có được những chú con giống đà điểu khi quý vị các bạn đặt tiền cũng như là viết phiếu và làm hợp đồng giao dịch. Thì các bạn yên tâm là cái ekip của chúng tôi đã chuyển an toàn vào khu vực miền Tây, khu vực miền Nam. Con giống khỏe mạnh hiện từ năm 1-2 năm trước, là khách hàng đã gọi điện là cảm ơn cũng như là đã tiếp tục đặt những đơn hàng. Đấy, quý vị các bạn thân mến là như vậy. Thì về cơ bản thì con đà điểu này các bạn mua như thế này thì là giá thành của chúng cũng khoảng trên dưới 2 triệu và các bạn nuôi trong vòng khoảng tầm 8 tháng thì các bạn có thể là bán thương phẩm được. Đấy. Còn quy trình nuôi thì nó cũng rất đơn giản. Quý vị các bạn nuôi như con gia cầm, nó có thể ăn cám úm, cám gà, cám ăn thẳng, cám dạng viên, dạng mảnh, ăn rau muống, rau cải bắp, rau hoa trắng. Đấy. Có rất nhiều những loại rau dạng thái mềm ra nó sẽ ăn, mà một trong những yếu tố là nó ăn rau là rất tốt, bởi vì nó sẽ nó chắc và nó nhiều chất xơ, nó tạo ra con đà điểu khỏe. Trong vòng một tháng đầu khi các bạn nhận thì các bạn cố gắng là giữ làm sao cho đầu con không bị hao hụt, và những chú đà điểu của chúng ta không cần phải lớn vội trong giai đoạn đầu, bởi vì cái xương chân gân cốt của nó chưa phát triển rõ ràng lắm nha các bạn. Nhiều bạn thấy nó ăn được, các bạn để nó ăn nhiều quá nó béo lúc lích như một con nhộng, to như một cái gì đấy, nó làm cho có cái bộ chân của nó không chống cự được, nó sinh ra ngồi bệt xuống, và nó có thể là một trong những cái giấy mình in trong đây cái bản hướng dẫn là nó có liên quan lý do mà đà điểu bị liệt. Thì các bạn thân mến, nghe những cái này thì thực tế là cũng không phải là năm 2019 mình mới bán đà điểu. Mình đã bán lác đác từ những một vài năm trước, và hiện bây giờ cái trang và cái kênh của mình đã có rất nhiều những người đã tin tưởng, đã dùng từ những năm trước, hoặc là những người đã xem qua những cái clip này và cũng đã gọi điện hỏi thăm tư vấn. Các bạn cố gắng là khi các bạn đặt hàng, đặt tiền, các bạn gọi điện thẳng cho tôi để tránh trường hợp có người khác là giả mạo giả danh, bởi vì mạng xã cũng rất là thuận tiện để chúng tôi có thể chuyển cho các bạn từ những con giống nó rất là ở những cái vùng miền xa như này, và chúng tôi đã chuyển vào khu vực miền Tây, thì chứng tỏ là các bạn thấy là đấy là một cái điều rất thuận tiện trong xã hội này. Đấy, các bạn không cần phải đi ra, để các bạn mua một vài con đà điểu nuôi ngắm cảnh, nuôi để thịt cuối năm, thịt thay vì đi mổ con lợn thì mổ con đà điểu ăn Tết. Thì quý vị các bạn mua khoảng 3 con, chung 2 con, 5 con các bạn nuôi, thì thực ra là nó chỉ cần các bạn là gì gọi điện cho tôi và thống nhất với nhau, chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn theo như chất lượng như vậy và đảm bảo như vậy. Chúng tôi cũng luôn là mong rằng quý vị các bạn là chăn nuôi có lãi thì sang năm chúng tôi lại cung cấp con giống cho các bạn, chứ không phải là chúng tôi bán con giống theo kiểu là kinh tế thị trường. Chúng tôi bán làm sao là các bạn là nuôi có lãi,
và năm sau là chúng tôi lại bán con giống cho các bạn. Hiện bây giờ cái chức năng nghiên cứu con giống gia cầm chú Phương thuộc cơ quan chị Phương Ba Vì là trước mặt mà này nhỏ chỗ dãy cây dừa kia các bạn ạ. Đấy thì là nó là cơ quan thực thuộc bao gồm tất cả những cái quy trình về nghiên cứu, về bố mẹ, về ấp úm nở, rất nhiều những cái yếu tố khác để tạo ra được một con giống không phải là đơn giản. Các bạn thừa biết là một năm một con đà điểu mẹ đẻ số lượng trứng không nhiều, và trong quá trình nghiên cứu là phải có máy chuyên dụng, thì các bạn không thể mua trứng về tự ấp được. Sau khi có máy chuyên dụng thì các bạn ấp 40 ngày thì con đà điểu sẽ nở. Và như hàng năm thì chúng tôi sau khi nở chúng tôi có bóc trứng, thì cũng có một số khách hàng muốn mua rẻ thì lấy luôn. Cái điều này thì cũng có rất tốt là giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút. Thế nhưng có một số người thì chưa có kinh nghiệm úm thì lại gây đến cái việc hao hụt đầu con, tính ra là lại thành đắt. Nên là năm nay anh em chúng tôi cũng cố gắng là hướng cho khách hàng lựa chọn cái gói là nó đã được úm và được tiêm nhỏ đầy đủ. Nên các bạn về các bạn chỉ cần nuôi, mặc dù là giá thành nó có thể đội lên một chút. Cái điều đó là chúng ta cũng phải suy nghĩ và xem xét. Đấy, hiện bây giờ các tỉnh thành, các vùng miền là những khách hàng của đồng chí Thao, chim cu gáy cũng như bán con giống đà điểu đã được xác lập. Và các bạn yên tâm là đây là một cái kênh chính thống, uy tín, có nhiều người để ý, quan tâm, theo dõi, đăng ký kênh, chia sẻ trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên Facebook và YouTube. Đấy, trong cái lúc chờ đợi cái xe như thế này thì mình có thể là giới thiệu qua một chút sơ sơ về cái tập tính cũng như cái chủ đề về con đà điểu. Ở trên cái kênh con giống đà điểu của mình có tất cả những cái bài, một số những cái lưu ý tại sao con đà điểu nó lại bỏ ăn, tại sao con đà điểu nó bị liệt, tại sao con đà điểu nó lại chậm lớn, con đà điểu nó là như thế nào, nguồn gốc ở đâu, nuôi thì sau bao nhiêu lâu thì bán được và lãi suất như thế nào. Chúng ta phân tích bài toán kinh tế ra mà chúng ta quyết định lựa chọn nuôi con đà điểu hay nuôi con lợn hay nuôi con gà. Điều đó cũng là một tâm lý chung của các bà con và anh em, đặc biệt là những người nông dân rất là vất vả để có được những cái lợi nhuận nhất định. Thế chính như vậy là mình luôn luôn đứng về phía các bác nông dân để tìm đến cái con gì, cây gì để làm sao nuôi con đà điểu. Hiện bây giờ trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay thì cũng có những cái hướng là một số anh em mua chim cu gáy Nhật Pháp của Thao để nuôi, để cho nó đẻ. Và một số cái xu hướng là người ta tiêu dùng là người ta chim quay, chim nướng, chim thịt. Đấy, thay vì người ta đánh bẫy những con chim vẫy, con chim ngói ở ngoài rừng, thì hiện giờ mình nuôi con chim gáy, mặc dù là thịt nó cũng không bằng con bồ câu nhưng mà nó cũng rất là thơm thịt. Và chính vì vậy là mình cũng luôn bán con giống cho các bạn theo cái khung như vậy. Đấy. Đấy. Hoặc là bán chim cảnh. Các bạn nhá, các bạn nên nhớ là bán chim cảnh và bán chim thương phẩm, chim giống. Thì mình bán giống cho các bạn, còn các bạn nuôi ra nhiều thì các bạn bán thương phẩm. Thế bản thân mình bây giờ mình có rất nhiều những người đăng ký kênh và theo dõi cũng như là mua con giống đà điểu, mua những cái cây giống con giống. Cái kênh chim cu gáy nó là một cái kênh đặc biệt chủ điểm, nó là chim cu gáy. Nhưng tại quê hương Ba Vì chúng tôi thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm mà tôi cũng có đăng kèm theo cái kênh đó để một phục nó làm cũng là tăng thêm thu nhập, một phần cũng giúp đỡ những người khác. Ví dụ như con đà điểu, ví dụ như con chuột khoang, ví dụ như một số những cái cây chanh bốn mùa và một số các sản phẩm từ con đà điểu, từ vùng miền quê hương của con bò sữa. Thì chính vì vậy là các bạn thấy là trên kênh của mình có trên cái kênh Facebook Chim Cu Gáy Hay thì các bạn có thể kết bạn, kết nối, hoặc là trên Zalo với cái số điện thoại là 0335305982. Đấy, hoặc là số 0989177982 để các bạn trực tiếp gặp đồng chí Thao, được tư vấn, được đặt hàng, mua hàng, được giao dịch hợp đồng. Đấy, các thông tin chuyển khoản hay như nào các bạn lên trực tiếp. Đấy.
đi một lúc thế này là nó sẽ mất cân bằng và nó sẽ ngồi bệt xuống. Đấy. Và chúng ta cũng yên tâm là tôi đã từng chuyển rất là xa. Nếu như xa quá tôi sẽ có người chăm sóc. Đấy. Còn nếu như mà trong cái phạm vi mà một vài tiếng thì chúng ta cứ để vậy như thế này. Thùng trước bộ gai cái này cả tuần mới có một ngày làm ăn mãi với nhau rồi bê nhẹ phèo mà. Cái cốp này lần nào gửi mỗi một đằng sau chỉ được 3 thùng thôi. Vẫn chấp nhận một thùng đằng trước nhưng mà nay nó sạch sẽ. Mùi cái gì. Đây tiền tiền đây. Đằng trước. Đi theo đang vội. Đấy các bạn nhá. Xe 29T5774. 3 thùng đằng sau, 1 thùng đằng trước. Ông Thao là được ưu tiên đấy. Như vậy là đại điểu đã được gửi lên xe và chuyển xuống văn phòng tại Hà Nội và từ văn phòng Hà Nội đã được phân bổ lan tỏa đến tất cả các vùng miền các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.